Mấy bạn Thuy ơi, trời ơi, có cái này hay nè, bạn biết chưa? Két nước két leo, cái này coi nhiều đúng không? Nhưng mà mình hôm nay mình sẽ review bạn hai chuyện rất là khác nhau. À, đầu tiên, bạn thấy cái hộp đi, nhìn cái hộp đi. À, hộp này. À, với cái hộp này, bạn thấy nó khác nhau chỗ nào không? Khác nhau chỗ này nè. Thì hôm nay mình sẽ cho bạn xem két leo nó có hai mẫu. Là két leo 2 quạt và két leo 1 quạt. À, và hổm á thì clip của trước hình như mình chưa có review cho bạn xem két nước của Winner đúng không? Rồi, hôm nay mình sẽ cho bạn xem két nước Winner. Đây là két nước Winner. Ở trong hộp á thì chúng ta sẽ có mút như vậy và một tấm sticker. Hay chưa? Một tấm sticker. Rồi. Đây là két leo 1 quạt cho Winner. Một cái quạt chà bá luôn. Đây là cái điện thoại iPhone mini, 13 mini. Bạn coi nó bự bằng cái điện thoại nè. Đó, hay chưa? Đây, nó bự bằng cái điện thoại. À, còn nếu mà so đo gan á thì nó khoảng như đây của mình. Thì từ đây cho tới đây đường kính của cái quạt này nó khoảng 15 cm. À, khoảng đó để cho bạn xem ha. Rồi, đằng trước nè. Đằng trước này nó sẽ có một lớp bảo vệ. À, có ống thoát nước đầy đủ, mọi thứ này là gắn như zin. Bát ở chỗ này, cái bát chỗ này bằng mắt chứ có đầu bò ha. Rồi, quay sơ cho bạn xem. Rồi, ở đây nữa nè, ở đây có một cái logo két leo được dập chìm trên thân. À, rồi hôm nay nó so sánh là khác chỗ nào nè. Đây nữa nè, ở đây cũng có một cái leo. Hai cái này đều là hàng chính hãng các bạn ha, nhưng mà nó khác nhau một cái á, là một cái một quạt, một cái hai quạt ha. Rồi, cái hai quạt thì sao nè? Wow, to đùng luôn như cái máy lạnh luôn các bạn ơi. Ui, nó như cái máy lạnh vậy. Rồi, rất là to. Vào bên trong ha, đầu tiên chúng ta có một tấm sticker. À, tấm sticker két leo. Một bộ bát, à một bát ha. Và một cái ống nước, à khác nhau nha. Và đây là két của XT150. Lý do tại sao á lại có hai chuyện này xảy ra. Đầu tiên, nếu mà Winner mà gắn hai cái quạt vô thì chắc chắn sẽ không gắn được. Tại vì cái phần đầu bò của chiếc Winner rất là to. Nó là DOHC cam đôi, nó bự như vậy nè bạn. Nếu mà gắn hai cái quạt vô đây thì nó sẽ cạ quần áo, cạ đầu bò, cạ búa xua luôn. Nên không có sản xuất mà cái két này mà hai quạt. Đó. Còn tại sao XT150 lại có hai quạt? Bởi vì cái đầu bò của XT150 và XT nói chung đi thì là SOHC, nó là sử dụng bánh cam, cam đơn, trục cam đơn chứ phải cam đôi. Nên cái đầu nó rất là gọn, rất là nhỏ. Nên nhét hai quạt vô thì vừa. Và thứ hai nữa, cái này nó sẽ mắc hơn cái này. Thì đơn giản thôi, cái này có hai cái quạt thì đương nhiên cái này có một cái quạt thì tiện cái quạt thôi bạn. Là nó đã mắc hơn rồi. Nên khi các bạn thấy giá, ví dụ như cái này bạn thấy có 1 triệu mấy nhỏ, mà cái này 1 triệu mấy lớn, bạn thấy hai cái nó y ra. Mà tại sao một cái này là tiền số nhỏ mà cái này là tiền số lớn? Bởi vì đằng sau này bạn, đằng sau này, cái này chỉ có một cái quạt thôi, và đằng sau này là hai cái. Bạn nên hiểu một vấn đề đó. Và cái này cũng là cái két leo luôn bạn. Đây, theo logo két leo dập chìm. Để cho không có bị copy hàng á bạn. Còn nếu mà làm á mà không có cái logo dập chìm này nè thì người ta chỉ cần gì, người ta sơn lại, người ta bắn la ve là một cái, là ra một cái hiệu ABC đi Z nào đó. Đó, thì bây giờ mình review bạn so sánh hai cái này khác nhau như thế nào rồi ha. Đây, còn cái đường, mấy cái đường nè, ống nước này nè, thì nó không quan trọng các bạn. Tại vì mỗi dòng xe thì sẽ có đường ống nước khác nhau, nhưng mà mình sẽ chỉ cho bạn đơn giản thôi. Cứ ống nằm ở dưới này là ống nước mát nè, ở trên này là ống nước nóng nè. Bạn hiểu không? Lý do tại sao lại như vậy? Lúc nào á, nước mát cũng nằm ở dưới và nước nóng á, cũng nằm ở trên. Đó là hiện tượng đối lưu mà chúng ta đi học ở không? Cấp 2, cấp 3 là nó có rồi ha. Cái gì nó mát là nằm ở dưới, mà cái gì nó nóng nằm trên. Nên đường nước mát nó sẽ đi vào máy nè. Đó, còn được nước nóng nằm trên đây, đi ngang qua cái quạt này. Còn dưới đây bạn thấy sao có khoảng này không có quạt. Tại dưới đây nó mát rồi bạn. Dưới đây nó đang nguội hơn trên đây rồi. Nên dưới đây nó cũng không cần cái quạt cho lắm ha. Cũng giống như bên đây. Cái Winner của mày nó nè, đường nước nóng sẽ nằm đây, nước nóng nằm đây, nó đi vô đây, nó ngang quẹt nè, xuống dưới đây, nó đi qua đây,
à, đường cái đường ở dưới này là đường nước mát, nó mát rồi nha bạn. Cái dù máy đó thì nó sẽ làm thấp hơn đó. Và chui, toàn bộ những cái chui này nè là gắn như zin hết, bạn mua về bác biết này là gắn như zin hết đó, cho winner à. Và cái này hiện tại mình có Exeter 150 nè, 135 nè, Winner Sonic, Winner X, Winner V1, V2, V3 gì là nó y chang hết luôn nha bạn. Và Exeter 135 4 số, 5 số gì á, nó cũng giống nhau hết. Thì tất cả của mình nó đều có tại đây, 197 Racing. Hoặc là bạn đang xem YouTube thì nó nằm ở đây, à đường link của mình đây. Còn nếu bạn nào xem TikTok thì nó nằm ở trên 197 Racing.vn. Thì các bạn cứ vào trên đó, bạn gõ chữ các nước là bạn sẽ thấy được cái mẫu mã này. À, và hôm nay mình đã so sánh cho bạn xem về sự giống và khác nhau giữa két nước hai quạt và một quạt của Headlay rồi nha. Để các bạn nhiều khi có bạn nào không biết thì bạn thấy bạn lại thắc mắc. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Mình là Bùng Chí Bảy Sinh. Hẹn các bạn ở clip sau. Bye bye.